Ok, hi, xin chào anh em và chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thì lại là mình Tâm Blood đây. Hôm nay thì tiếp tục với gọi là Liên Quân Mobile Trung Quốc và khoảng vòng quay đá quý mới nhá. Ok, thì anh em nào chưa có biết cách cập nhật thì anh em có thể kéo xuống vào kênh của mình. Thì mình có đăng link cập nhật là vào hôm qua đấy. Ok, bây giờ thì intro nào. Rồi, đây. Đây là được 30 vé hôm qua anh em xem tôi nhận ở phần thư đúng không? 30 vé là không phải với cả tôi mua thêm 3 vé nữa. Rồi đây là làm luôn 5 phát cho lắm nhá. Xem ra gì không? Cái gì đấy? Uầy, full dubi và mạnh ngọc. Quay thế này thì chết tôi. À được rồi, Florentino tinh hệ nhá. Đây để tôi vào quả trang cá nhân tôi trang bị luôn nhá. Em đợi tí. Đâu nhá, phần lo tinh hệ đâu nhá. Đây tôi còn chưa có tải hết dữ liệu cơ. Mà tôi mới làm lúc sáng, lúc trưa tôi làm. Bây giờ tôi lại vào tôi quay luôn để mai đăng cho lắm. Rồi, tiếp tục. Ui, Victor Susano luôn. Đỉnh thực sự ạ. Rồi, trang bị luôn, đổi pha lót đấy. Ở đâu Victor đâu ạ? Victor đây rồi. Susano. Ui, được thế nhỉ? Bây giờ ra lốt con diu nữa là nói chung là đủ bộ 3 luôn này. Lết. Ủa. Thôi, kể quay lẻ. Còn có 3 vé thì sao quay được 5 lần anh em. Vé cuối cùng nào. Lết. Ui, 55. À đây, cái gì đấy, cái gì. Ui. Ui, nhận cái 3 vé đâu quả đấy. Tích cái 3 vé kia nó quay được 5 lần rồi. Nhưng sao quay lẻ anh em. Quay lẻ có khi ra đấy. Lên. Đèn đấy, lốt từng cuối nào. Lên. Ui, được khoảng 300 zumbi luôn. Nên là đổi được phần gì đâu. Đổi cái gì vậy? Ok, thì chắc là clip mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip mình hay ấy, thì đừng quên là cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. See you on the other side.